Hello, xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Khoa Lai ẩm thực của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái lẩu nấm hải sản. Các loại nấm nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng là nấm linh chi, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm hải sản và nấm đông cô. Thì mình có ăn thêm cái rau cải xà lách son nữa, nhìn là ngon lành ha. Rồi về phần mà hải sản thì mình sử dụng là tôm, mực, với lại mình sẽ làm một ít giò sống, giò sống, giò viên, ướp gia vị để ăn kèm ha. Đó. Món này thì mình dùng với nước mắm mặn, ớt và ăn với mì nha các bạn. Và cái phần sợi mì á thì các bạn phải xử lý như thế nào mà cho nó khi mà xong á thì nó tơi và nó rời, nó không bị dính nha. Và để biết chi tiết cách làm như thế nào thì xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để thực hiện món này với mình nhé. Thì hôm nay là mình sử dụng là 1 kg xương gà. Và cái phần xương gà này á, thì mình đã ngâm nước muối và mình rửa lại cho sạch rồi nha. Thì để có được một cái nồi nước dùng lẩu thơm ngon thì cái phần mà sơ chế cái xương gà rất là quan trọng. Đó, xử lý nó rất là quan trọng. Đó, bây giờ nếu mà các bạn làm kỹ thì cái nồi nước dùng của các bạn rất là trong và ngon ha. Và cái phần xương này á, bây giờ mình sẽ đem đi trộn lại. Thì mình cho vào đây một ít gừng đập dập. Rồi mình cho cái phần xương gà vào để mình trộn nó. Cái cách trộn của mình á, là khi mình cho xương gà vào thì để cho nước sôi trở lại khoảng 2 phút. Thì mình sẽ vớt xương gà ra nha. Mình rửa lại. Rồi khi bắt đầu là nước sôi đó thì mình canh là tầm khoảng 2 phút thì mình cũng lật chở cái gà chở mặt đó, rồi xong mình sẽ vớt ra nha. Nó được 2 phút rồi đó, mình sẽ vớt ra thì mình sẽ đem cái phần xương gà này mình đi mình rửa lại cho sạch nha. Thì cái phần xương gà mình sau khi mình rửa sạch rồi nè thì mình sẽ nấu cùng với lại hành lá, gừng và hành tím. Và cái phần mà gừng với lại hành tím đó thì mình sẽ đem đi nướng cho nó thơm rồi mình nấu. Thì cái nhiệt độ mà mình nướng á, thì mình sử dụng là 180 độ C và thời gian là khoảng 10 phút nha các bạn. Và đây là tất cả những cái phần thành phần nấm mà mình sử dụng trong cái lẩu hôm nay ha. Đầu tiên là có nấm kim châm. Thì mình sẽ cắt bỏ cái phần đuôi và mình tách ra. Nấm linh chi cũng vậy luôn, cũng cắt bỏ cái phần phần gốc ha. Nấm hải sản. Nấm đùi gà thì cái cục nó hơi bự thì mình sẽ chẻ làm đôi ha. Nấm đông cô tươi thì mình sẽ cắt từng miếng nhỏ để cho nó mau được mềm á, để nguyên cục thì nó bự quá. Và những cái này thì mình sẽ ướp với lại muối và nước để mình ngâm á, mình ngâm nước muối á, xong mình rửa lại là dùng được rồi ha. Cái phần gừng với lại hành tím á, mình đã nướng xong rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi nấu luôn nha các bạn. Đây. Mình cho xương gà vào. Cho cái phần gừng với lại hành tím vào, hành lá vào. Nấu cho nó sôi lại. Giờ mình sẽ vớt bột ha. Thì cái thời gian hầm nó là khoảng 1 tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi là ok rồi ha. Thì trong thời gian mình hầm cái xương gà thì mình sẽ qua mình làm cái phần giò sống.
Thì hôm nay mình có là 500 g. Mình sẽ đem vào đây là một muỗng tiêu, tiêu bể nha các bạn. Một muỗng bột nêm cờ no. Một muỗng đường. Sau đó mình sẽ bóp nó, nhồi nó. Thì đầu tiên thì khi mà các bạn nhồi nó thì các bạn thấy nó rời lắm. Thì các bạn sẽ đập nó cho đến khi nào mà nó tạo được cái độ kết nha các bạn. Đó, khi mà các bạn đập đó, các bạn có cảm giác là nó kết, nó dính lại với nhau thì lúc đó là được rồi nha. Đó. Nó từ từ từ, các bạn đập từ từ thì nó sẽ kết lại. Nó dính lại với nhau là ok rồi đó. Thì mình sẽ viên thành những cái viên tròn nhỏ ha, để mình bỏ vào cái nồi lẩu cho nó tiện. Đó, và cái phần mà giò sống á thì mình sẽ giò viên như vậy đó. Rồi mình lúc mình ăn thì mình bỏ vào thôi. Rồi cái phần xương gà của mình á, sau khi mình hầm được 1 tiếng rưỡi rồi nè, thì mình sẽ vớt cái phần xương ra. Giờ mình sẽ châm vào đây cho nó đủ là 5 lít nước nha. Đó, hôm nay mình sử dụng là 5 lít nước dùng. Rồi mình cho luôn cái phần nấm đông cô tươi vào. Táo đỏ thì mình cho vào luôn. À, phần kỷ tử mình cho vào luôn. Giờ mình sẽ nêm gia vị nha. Cái này là mình nêm đường phèn. À, nhưng mà cái số lượng đường phèn mình nó còn hơi ít. Nên mình còn là 1, 2. Mình còn có 2 muỗng rưỡi thôi. Thì bây giờ mình sẽ thêm đường cát vào luôn. Để cho đủ số lượng nha. 3, 4, 5, 6, 7. Phần muối 1, 2. Muối mình có 2 muỗng, bột nêm cờ no 1, 2, 3, 4, 5, bột ngọt 1 muỗng, nước mắm 1, 2, khoảng 3 muỗng. Thì mình sẽ thử lại coi cái gia vị nó như thế nào nha. Thì mình thấy gia vị là ok, vừa ăn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà trụng mì, cọng mì nó rời, nó tơi, nó không bị dính mà ngon lành ha. Đó. Đầu tiên thì mình cho cái cọng mì ra một cái thau và mình nấu nước sôi mình đổ vào. Các bạn lưu ý là mình sẽ ngâm nó trong vòng 2 phút đồng hồ. Khi mà cọng mì nó nở ra, nó chín rồi thì mình sẽ sử dụng chiếc đũa mình quậy cho cọng mì nó nở hết luôn đó, cho nó bung ra đó. Khi mà nó bung hết rồi nè, nó thành sợi rồi nè, nhớ là các bạn cọng mì phải chín nha các bạn đó. Thì mình sẽ đổ ra cho nó ráo nước và mình cho vào đây một ít dầu, ít dầu ăn đó, mình sẽ trộn đều lên đó. Khi mà các bạn làm cách này á, thì cọng mì của mình á, nó sẽ bị rời. À, nó sẽ tơi mà nó không bị dính nha, rất là ngon. Đó, giờ mình sẽ cho cái thành phần vào thưởng thức thôi. Đó, tôm, mực, giò sống ha, và các loại nấm đồ vào ha. Đó, ngon lành ha. Rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Bốn chén gió rồi nữa, bốn chén. Chúc mừng, chúc mừng ông này. Quan trọng quan trọng có ăn nổi bốn chén. Chủ yếu là rau với cái rau với nấm không là nước nó ngọt, lẩu này nó ngọt nước. Bộ ngọt đã quá, nấm ăn cũng được, đình chi cái này húp nước là ngon.
chưa bỏ hết cái nấm này vô à, nấm này vô hết nè. Có ít kỹ tử với lại táo tàu á. Thì cái video của mình hôm nay á, cũng đã là kết thúc rồi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.